Hermione mặc giản dị đi trao 100 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 7, Hoa hậu Hermione có mặt tại Hà Nội để giao lưu, thăm hỏi các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh. Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh là một tổ chức từ thiện hỗ trợ trực tiếp các trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Các trẻ em được hỗ trợ là các trẻ đường phố, trẻ khuyết tật và các nạn nhân của nạn buôn bán người. Vốn quan tâm đến các chương trình hoạt động xã hội dành cho trẻ em, vì thế Hermione đã có chuyến ghé thăm văn phòng của tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh. Cô vô cùng ngưỡng mộ ý nghĩa cao đẹp mà tổ chức đang hướng đến, đặc biệt là với trẻ em cơ nhỡ đường phố, những đối tượng dễ bị lạm dụng và chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Đến với tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh, các em bên cạnh việc được định hướng tương lai, trang bị kỹ năng sống, còn được tiếp cận với giáo dục thông qua những buổi học do chính các anh chị trong tổ chức đứng ra giảng dạy. Thay mặt các nhà hảo tâm, Hoa hậu Hermione đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho tổ chức, giúp các em có chi phí để sắm sửa dụng cụ phục vụ việc học tập. Hermione cho biết, số tiền không nhiều nhưng em hy vọng các em sẽ có thêm niềm tin, động lực để cố gắng học tập, thay đổi bản thân và tạo ra tương lai cho mình. Hôm nay đến đây gặp gỡ các em, lắng nghe các em tâm sự, em thấy vui vì các em biết suy nghĩ và không phó mặc bản thân cho số phận. Em tin các em sẽ thành công. Trong thời gian tới, Hermione sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động về cộng đồng xã hội. Bên cạnh việc đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.